Vài ngày trước có bạn bảo với mình rằng em thích anh xây dựng một set đồ cực kỳ bá đạo trong lúc phút chỉ với 500 ngàn Belly. Và sau khi đọc được tin nhắn đó thì mình kiểu làm thế nào mà có thể build được một set đồ cực kỳ bá đạo trong lúc phút chỉ với 500 ngàn Belly. Trong khi đó một chế quỷ cực xịn đã có giá hơn 2 triệu Belly. Nhưng sau một hồi tìm hiểu thì mình đã có kết quả. Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách dùng 500 ngàn Belly trong lúc phút để có thể build được một set đồ cực kỳ bá đạo. Và điều này có thành sự thật hay không, hãy xem hết video này để cùng mình tìm hiểu nhé. Tìm Belly được bạn đó cấp thì mình sẽ cố gắng đi chợ thật là cẩn thận. Đầu tiên mình sẽ mua trái ác quỷ. Với số tiền này mình sẽ chi ra khoảng 200.000 Belly để mua Devin Fruits. Những trái tầm giá đó thì mình thấy hai trái có đủ khả năng để mình sử dụng. Đó là trái Smoke và trái Flame. Và sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định chọn trái Flame. Với mức 250.000 Belly thì mình nghĩ là ổn. Tuy nhiên khi mình vào server để xem trái ác quỷ stock thì điều này đã xảy ra. Với tình hình trái Flame chưa bán thì mình sẽ dành thời gian đi mua những thứ khác. Sau khi tính tiền mua trái Flame thì giờ đây ngân sách của mình chỉ còn 250.000 Belly. Sau một hồi dạo quanh Wiki Black's Fruit để tìm đồ thì mình quyết định mua Fighting Style. Cụ thể ở đây là Dark Step, theo mình Dark Step khá ngon. Với mức giá chỉ tầm 150.000 Melee này là một lựa chọn không tồi. Còn 100.000 Belly mình sẽ mua cây pai nhé. Mình có bất ngờ dành cho các bạn đây. Trong lúc lục đồ trong kho thì mình phát hiện trái Flame đang có sẵn trong kho đồ của mình. Oh. Các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye và mình chúc các bạn một ngày tốt lành.